nhất của Halloween của chúng ta đó là cái sự sáng tạo trong cái hoạt động, trong các cái tiết mục biểu diễn mỗi năm là một tiết mục, mỗi năm là một cái ấn tượng, một cái suy nghĩ, một cái kịch bản, thêm cái sự sáng tạo của các bạn. Là một trong những người mà tham gia công tác tổ chức Halloween từ những kỳ đầu tiên thì bản thân thầy cũng thấy là Halloween nó đã thay đổi rất là nhiều những cách khác nhau. Halloween mỗi ngày thì được tổ chức một cách chuyên nghiệp hơn với nội dung sâu sắc hơn. Mong muốn một dịp các bạn sinh viên trong quan hệ quốc tế, các bạn đoàn viên sinh viên trong học viện bác sĩ và tuyên truyền có một cơ hội xích lại gần nhau, kết nối với nhau, có một dịp để vui. Và sau những cái gì vui như thế thì chúng ta học tập tốt hơn, đoàn kết với nhau hơn, gắn bó với nhau hơn. Thưa các thầy cô và các bạn sinh viên thân mến, Halloween là một hoạt động rất là lớn của ngành báo chí và đã trải qua liên tục 8 năm rồi. Hy vọng rằng là năm nay với ý tưởng mới, kịch bản mới và những con người cũng rất là mới thì chúng ta sẽ đem lại một luồng gió mới cho Halloween và hy vọng rằng là qua đó các bạn sẽ nhận được những thông điệp của nhân văn thật là tích cực từ sự nỗ lực và sự cố gắng của những người làm chương trình. Chúc cho tất cả chúng ta có một Halloween như mong muốn ạ. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Halloween trong suốt 8 năm qua. Mình rất hy vọng rằng là Halloween này thì mình sẽ mua được những cái món quà hay là những cái đồ trang trí cho Halloween thật là dễ thương cũng là rực rỡ ở phiên chợ Thailand. Mình đã gửi ảnh tham dự cuộc thi gương mặt Halloween Color Contest. Mình hy vọng sẽ có nhiều bạn tham gia gửi ảnh về chương trình và hy vọng mình sẽ đạt giải. Mình mong chờ Halloween năm nay sẽ có nhiều hoạt động kinh dị hơn được chú ý hơn không? Mình hy vọng Halloween năm nay sẽ đáng yêu và hấp dẫn hơn năm ngoái. Mình mong Halloween năm nay sẽ mang lại thật nhiều những điều bất ngờ và thật